Rồi như vậy cái bài của phần xếp loại bạn mình làm như vậy đúng chưa? Rồi. Nếu trong trường hợp mà người ta không cho bảng phụ thì các bạn làm như vậy là rất là ok. Được chưa? Nhưng nếu người ta cho bảng phụ thì chúng ta làm sao? Tận dụng cái bảng phụ này và chúng ta làm nó nhanh hơn. Nhanh hơn các bạn. Vậy thì mình có thể dùng hàm gì ngoài cái hàm if, dùng hàm gì ngoài hàm if này để vẫn xếp loại được giỏi khá trung bình yếu, có thể dùng gì nào? Như vậy chỗ này các bạn có thể thay cái này bằng hàm VLOOKUP. VLOOKUP dùng để làm gì ta? Tìm ha, dò tìm. Như vậy mình sẽ tìm cái điểm này nè, tìm cái điểm trong cái bảng phụ của chúng ta, bảng phụ của chúng ta. Nhớ F4 lại nha, F4 lại. Rồi phải trong này nếu tìm thấy thì trả về cột, cột mấy trong bảng dò đây? Cột 2. Phải kiểu dò tìm, bây giờ nó có hai kiểu dò, true false. Vậy mình chọn một hay không đây? Mình chọn kiểu dò tìm là một, là dò tìm tương đối. Như vậy lúc này nó sẽ ra được kết quả cho chúng ta giống như cũ, không có gì khác cả. Đó. Như vậy mình dò tìm giá trị dò tức là điểm, bảng dò là người ta cho. Nếu tìm thấy trả về cột 2 và kiểu dò là tương đối. Tại vì nếu bạn dò theo kiểu không, chỗ này NA, bởi vì lý do là gì? 5.9 không có trong bảng này thì nó không tìm thấy. Ví dụ ở dưới này cũng vậy, tất cả NA hết bởi vì là toàn số lẻ không à. Ví dụ chỗ này là số chẵn đi, 7 điểm thì nó ra được khá. À, 7 điểm ra được khá. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có dò tìm tương đối, tức là chỗ này số số 1. Vậy dò tìm tương đối này là nó tính làm sao? Những số mà từ cái vùng này nè, nó gọi là yếu. Yếu tức là từ đây cho đến trước giá trị kế tiếp nó tìm thấy. À, giá trị kế tiếp nếu là từ 5 đến nhỏ hơn 7 thì là trung bình, từ 7 đến nhỏ hơn 9 là khá, và từ 9 trở lên là giỏi. Như vậy nó chặn từ dưới chặn lên. Đấy là các bạn sẽ tìm theo cái hàm VLOOKUP. Hàm dò tìm để xếp hạng thì chúng ta dùng hàm RANK. Hàm này nó cho phép là cái gì xếp ở đâu, cái gì xếp ở đâu, và kiểu xếp tăng hay giảm dần. Vậy có nghĩa rằng chúng ta xem thử là người học giỏi nhất là đứng số 1 hay người học dở nhất là đứng số 1, thì tùy theo cái cách mà chúng ta chọn 0 hoặc 1 ở đây. Nếu chúng ta chọn 0 thì sắp xếp giảm dần, đó là lớn nhất là số 1. Còn nếu chúng ta chọn là 1 thì sắp xếp tăng dần, tăng dần. Đó. Rồi, người này là học nhất lớp nè. Đó. Được chưa? Đây là tăng dần. Thì người này là học nhất lớp. Nhất không? Yếu là nhất lớp. Yếu nhất lớp. Đội sổ. Đi ra. Đó, còn không thì chỗ này chúng ta sẽ để là số số 0. Số 0 là xếp giảm dần. Đó, như vậy là bài này của chúng ta là bài về xếp hạng.